Hello anh em, sau ngày chạy deadline thì nay Sao Game tôi lại có thời gian tổng hợp game cho anh em rồi đây. Bận rộn quá mà lại muốn cày game, thế thì phải chọn ngay những tựa game gacha turn based cực đỉnh trong video ngày hôm nay. Vừa được chơi trò may rồi, không cần quá chăm chăm vào game vẫn có thể cày cuốc hàng ngày. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở bát với một tựa game thẻ tướng rảnh tay được sản xuất bởi Trigger, Tengentopa, Gurren Lagann. Tựa game là bản truyền thể trung thành bám sát nội dung anime gốc. Trong game, anh em sẽ vào vai Simon, là một thanh niên đào hầm đang chuẩn bị tham gia cùng với Team Gurren để cùng đào hầm khám phá những bí mật đang cất giấu dưới lòng đất. Game có rất nhiều chế độ chơi thú vị, như là chế độ cốt truyện, tham gia quản lý ngôi làng tại Litana, tham gia vào Expedition Pepelin hay lập nhóm để chiến đấu với boss hoặc người chơi khác ở trong Skydor. Game sử dụng đồ họa 3D chất lượng cao, từ màu sắc, hiệu ứng hình ảnh đều vô cùng bắt mắt, sống động. Anh em sẽ có cơ hội gặp lại và sát cánh với những nhân vật nổi tiếng như anh trai Kamina, Yoko Littner và Nia Tepelin cùng nhiều nhân vật khác. Nhìn chung thì đây là một tựa game thích hợp cho những anh em bận rộn tranh thủ cày cuốc. Tiếp theo là cái tên Girl World. Tựa game từng là mưa làm gió tại Nhật Bản và nay đã ra phiên bản quốc tế với ngôn ngữ tiếng Anh dễ hiểu. Girl World được lấy cảm hứng khá nhiều tựa game Epic Seven nổi tiếng. Tuy nhiên, điểm khiến tựa game nhập vai này nổi tiếng đó chính là tạo hình mát mẻ của các em gái ở trong game. Đồ họa của Girl World thì khỏi phải bàn về độ chịu chi và sự đầu tư tỉ mỉ của nhà phát triển dành cho tựa game này. Anh em sẽ được gặp gỡ hàng trăm thiếu nữ với đủ phong cách khác nhau như dễ thương, đáng yêu, quyến rũ. Chưa hết, tựa game nhập vai này có cho phép mở khóa các cảnh sự kiện 16+ khi anh em tương tác với nhân vật đó tới độ thân mật nhất định. Đấy, được có lo thế nên anh em không nên chơi game này ở nơi công cộng, đông người hay trước mặt ông bà, bố mẹ, không thì lại nhận lại được những cái nhìn kiểu What the hell? Nhìn chung thì Girl World là tựa game turn-based vô cùng hấp dẫn, nhất là mặt hình ảnh và câu chuyện. Đây sẽ là một tựa game vô cùng thú vị, anh em không thể bỏ qua. Tiếp theo là cái tên Legend of Valkyrie. Tựa game chiến thuật theo lượt có yếu tố nhập vai, phiêu lưu hành động. Trong Legend of Valkyrie, anh em sẽ hóa thân thành những Valkyrie của thần thoại Bắc Âu và các vị thần trong truyền thuyết khác trên toàn thế giới. Và cũng giống như những tựa game thẻ tướng khác, lối đánh ở trong Legend of Valkyrie chủ yếu vẫn là đánh vượt map phụ bản với độ khó tăng dần. Gameplay gây ấn tượng mạnh khi tạo ra nhiều khả năng tương tác. Anh em có thể tự do sử dụng các kỹ năng của mình để khắc chế đối thủ cũng như hỗ trợ cho đội hình của mình. Lối chơi của game cũng đầy cao yếu tố chiến thuật, đòi hỏi anh em phải có sự tìm tòi, nghiên cứu cẩn thận. Với độ thử thách khá cao và đồ họa 3D đẹp mắt, Legend of Valkyrie sẽ là một thử thách đáng giá dành cho anh em. Hiện game đã có ở trên CH Play nhé. Cyber Rebellion hay còn được biết đến với cái tên Rise of Cyber là game nhập vai thẻ tướng lấy ý tưởng về cuộc chiến tại không gian mạng với đồ họa theo phong cách cyberpunk và lối chơi chiến lược thời gian thực. Gameplay của Cyber Rebellion khá đơn giản nhưng lại cực kỳ lôi cuốn. Anh em sẽ chiêu mộ các anh hùng của đội của mình và chiến đấu. Cùng với đó là hàng trăm vũ khí kiểu khoa học viễn tưởng và kỹ năng chiến binh độc đáo, đảm bảo mang đến những màn chiến đấu vô cùng mãn nhãn. Một trong các điểm độc đáo của Cyber Rebellion chính là hệ thống tùy chỉnh chiến lược, biến đổi của từng chiến binh, thăng cấp, cấy ghép trên tay giả, cải cách tâm linh, cải thiện kỹ năng. Cái này nói thôi thì chưa thể thấy được cái hay, anh em trực tiếp trải nghiệm game để cảm nhận thêm nha. Và túm lại, cái nhìn Cyber Rebellion và bối cảnh độc lạ, lối chơi đơn giản, không cần cày cuốc nhiều và tỷ lệ gacha khá ngon, chưa kể còn được đảm bảo mỗi khi quay đủ 10 lượt. Nếu anh em là một người yêu thích game thể loại cyberpunk thì đây là lựa chọn 10 điểm rồi. Tiếp theo là cái tên Shield Hero Rise. Đây là tựa game nhập vai được lấy cảm hứng từ bộ phim anime cùng tên. Trước đó, game đã ra mắt ở Đài Loan vào năm 2021. Tựa game nhập vai Shield Hero Rise gần như tái hiện hoàn toàn nguyên tác từ hình ảnh, âm thanh, thậm chí là cả lồng tiếng khi game đã mời cả dàn lồng tiếng nguyên bản của phần 1 anime như Ishikawa Kaito, Seto Asami, Hidaka Riba, Masuoka Yoshitsugu. Lối chơi của game có phần khá giống với tựa game FGO nổi tiếng khi hai bên sẽ đứng đối diện nhau và sử dụng các kỹ năng hoặc những đòn đánh thường bởi đối thủ. Điểm thú vị của Shield Hero Rise chính là anh em có thể tự do phát triển các chỉ số nhân vật theo ý thích của mình. Kết hợp sáng tạo đội hình 4 nhân vật như nào cũng được, miễn sao là ra trận phải chiến cơ. Nhiều anh em nhận xét là tựa game này tuy có phần lạc hậu so với những tựa game hiện nay, nhưng nếu anh em là một game thủ kiêm weebu thì chắc chắn đây là một tựa game không thể bỏ qua. Equinox Down Age là tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai chiến thuật với lối chơi nhàn rỗi lấy chủ đề sci-fi cyberpunk. Bối cảnh của game diễn ra khi cuộc khủng hoảng Helium Flux đang dần đến trái đất vừa đưa nhân loại đối mặt với tận thế. Và bọn AI đã dự đoán trước được cuộc khủng hoảng này nên quyết định phản bội lại và bỏ rơi con người. Ảo ma thế nhở? Và hơn cả cái ảo đấy là anh em sẽ vào vai người chỉ huy, tập hợp các anh hùng để chiến đấu chống lại bọn AI đang nắm quyền kiểm soát. Đến lúc thể hiện bản lĩnh rồi anh em. Equinox Down Age có nền đồ họa 3D đẹp mắt cùng tạo hình của các nhân vật độc đáo mang đậm phong cách sci-fi cyberpunk.
Và như đã nói, lối chơi của game theo phong cách nhàn rỗi đơn giản, anh em bận rộn vẫn có thể cày game hàng ngày. Nếu là một người yêu thích chủ đề sci-fi, cyberpunk thì Equinox Dawn Age là một cái tên rất đáng để chơi thử. Cái tên tiếp theo là Silver and Blood, tựa game mới ra mắt bản thử nghiệm Close Beta thuộc thể loại nhập vai đấu thẻ tướng. Với tạo hình có tâm hồn to tròn của các nhân vật, rất nhiều anh em đã phải vượt biên bằng cách fake IP để tái và trải nghiệm Silver and Blood. Điểm ấn tượng đầu tiên của Silver and Blood chính là phần đồ họa 3D đặc sắc, chi tiết và tỉ mỉ. Các nhân vật được thiết kế theo phong cách Gothic độc đáo của một chủng tộc Vampire, từ đó tạo ra những hình mẫu vô cùng đẹp mắt. Lối chơi của game Silver and Blood vừa có phần quen vừa lạ. Anh em sẽ sắp xếp đội hình vừa di chuyển vừa tấn công. Sau mỗi vòng đấu, có thể bổ sung thêm nhân vật giống nhau vào đội hình để tăng sao cho nhân vật đó. Cấp sao càng cao thì sát thương và chống chịu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Như đã nói, hiện game vẫn còn đang ở trong giai đoạn Close Beta, nên số màn chơi sẽ bị giới hạn và sẽ được mở khóa thêm mỗi ngày. Anh em tham khảo nha. Và anh em là fans của Naruto thì chắc hẳn rất háo hức mong chờ tựa game Legendary Hero Revolution. Game lấy hình tượng những nhân vật của Naruto đối đầu với nhau theo đúng nội dung của truyện gốc. Game bắt đầu với thời thơ ấu của Uzumaki Naruto. Anh em sẽ thu thập những nhân vật nổi tiếng như Sasuke, Itachi, Kakashi thành lập đội cùng chiến đấu. Legendary Hero Revolution có lối chơi thẻ bài đặc trưng. Trong game, anh em có thể lựa chọn chế độ auto hoặc manual, đồng thời có thể tự mình sắp xếp đội hình, đặt bẫy. Một điểm nổi bật của lối chơi là các thành viên ở trong nhóm có thể di chuyển trên chiến trường. Tuy không tự do như ARPG, nhưng anh em vẫn có thể ra lệnh cho chúng tiếp cận mục tiêu, chọn nhân vật nào sẽ tấn công kẻ thù trước. Đặc biệt hơn, sau khi thực hiện việc tấn công, các nhân vật sẽ đứng đúng ở vị trí mà anh em đã sắp xếp. Game sở hữu đồ họa 3D hiện đại, sắc nét kèm theo hiệu ứng kỹ năng và đòn đánh nhân vật đẹp mắt. Legendary Hero Revolution hiện đã có mặt ở trên CH Play. Tiếp theo là cái tên Stand Legend, và đây cũng là một tựa game chuyển thể từ anime. Tựa game sở hữu nền đồ họa 2D bạt mặt, thiết kế nhân vật đầy chất riêng của nguyên tác, với hàng loạt cái hiệu ứng hình ảnh ấn tượng vô cùng hoành tráng. Mặc dù thuộc thể loại chiến thuật đánh theo lượt, nhưng Stand Legend lại hướng người chơi tới việc xây dựng và phát triển sức mạnh cho các nhân vật, cũng như khả năng ra quyết định để phát huy tối đa sức mạnh của mỗi nhân vật. Game còn sở hữu một dàn nhân vật đông đảo, đa dạng từ phẩm chất, phong cách chiến đấu tới kỹ năng. Và mặc dù game cũng chỉ chiếm 1GB dung lượng, nhưng nếu anh em chơi game trên thiết bị có cấu hình thấp hoặc trung bình thì nên cài đặt giảm các hiệu ứng đồ họa để chơi mượt hơn nha. Hiện tại, anh em đã có thể tải trên CH Play hoặc App Store. Anh em thân mến, mặc dù trên thị trường hiện nay có khá nhiều tựa game waifu không kém phần hấp dẫn, nhưng Blue or High vẫn là một cái tên rất đáng chú ý. Vào game, anh em sẽ hóa thân thành một cố vấn viên trong một tổ chức có tên gọi Câu lạc bộ Điều tra Liên bang. Lối chơi của game khá đơn giản so với nhiều tựa game chiến thuật khác. Với góc nhìn từ trên xuống, anh em sẽ sắp xếp vị trí cho các nữ sinh nhằm xây dựng một đội hình gồm 4 người để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là anh em không cần thao tác nhiều, vì trong lúc nhiệm vụ đang được tiến hành, các nữ sinh sẽ tự mình ngắm bắn. Việc của anh em chỉ đơn giản là kích hoạt các kỹ năng Ultimate của các nhân vật. Rất rảnh rỗi nhỉ. Tựa game sở hữu phần đồ họa phong cách anime với các tạo hình nhân vật dễ thương, bắt mắt. Như anh em cũng biết, Blue Arc High kiếm tiền bằng phương thức gacha. Tuy nhiên, tỷ lệ gacha ra nhân vật cao cấp 3 sao của tựa game này khá là cao so với nhiều tựa game khác. Hiện tại thì Blue Arc High đang bị chặn IP của Việt Nam, nhưng anh em hoàn toàn vẫn có thể tải game thông qua TapTap hoặc Fake IP. Reverse 1999 là một tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai chiến thuật. Game sở hữu một câu chuyện có chiều sâu và được lấy bối cảnh là thế kỷ 20 tại châu Âu. Cụ thể là vào năm 1999, khi nhân loại đang chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới thì một cơn bão kỳ lạ đã xuất hiện và đưa mọi thứ trở về những năm 1920. Sự kiện này được gọi là Reverse. Nền đồ họa của game phải nói là vô cùng ấn tượng và thu hút. Tuy chỉ sở hữu nền đồ họa 2D được xây dựng theo phong cách anime độc đáo, đến với Reverse 1999, người chơi có được cảm nhận vẻ đẹp cổ điển của châu Âu vào thế kỷ 20. Ngoài ra, mỗi nhân vật xuất hiện trong game đều được lồng tiếng riêng biệt. Điều này không chỉ tăng thêm tính trải nghiệm ở trong game mà còn giúp người chơi cảm nhận tốt hơn về câu chuyện của game thông qua lời thoại của từng nhân vật. Reverse 1999 sở hữu lối chơi không quá phức tạp và dễ tiếp cận với người chơi. Game còn đề cao tính trải nghiệm của người chơi với một câu chuyện thực sự có chiều sâu và phải nói rằng là rất đáng để các anh em tìm hiểu và khám phá. Tiếp tục với cái tên Dragonet 2 Evolution là tựa game MMORPG do Level Infinite phát hành đa nền tảng. Đây là phần tiếp theo của Dragonet Online. Lấy bối cảnh vùng đất lục địa Altair, ở đây anh em sẽ phải hoàn thành một loạt các nhiệm vụ khó khăn để ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới. Game sở hữu đồ họa 3D với tạo hình nhân vật mang hơi hướng chibi, phải đánh giá tựa game này ở mức xuất sắc do có sự chăm chút từ khi chỉ mới là ý tưởng ở trên giấy. Âm thanh của game khá là vui nhộn, mang đến cảm giác thoải mái, tự do, phóng khoáng. Bên cạnh 4 lớp nhân vật cơ bản để lựa chọn, anh em còn có thể mở ra hơn 32 tùy chọn và nâng cấp khác nhau, tha hồ biến hóa và định hướng phong cách chiến đấu của nhân vật theo sở thích cá nhân. Hiện tại thì game chưa thể tải trên CH Play của Việt Nam, nên anh em fake IP để tải game ở trên cả Android và iOS. Cái tên tiếp theo là một tựa game có giá 6.000 đồng, Evertail.
Đây là một tựa game mang đậm chất phiêu lưu và chiến thuật, đưa anh em hòa mình vào một thế giới giả tướng đầy rẫy những quái vật bí ẩn. Lối chơi của Evertail khá là tương đồng với người tiền bối của mình, đó là Pokemon. Nhiệm vụ của anh em là đi thu phục, săn bắt và nuôi dưỡng những con thú ở trong thế giới rộng lớn Erden. Game có cơ chế chơi theo lượt nên việc quan trọng anh em cần phải làm chính là vắt óc suy nghĩ, tính toán để có chiến thuật tốt nhất, sử dụng ít quân nhất nhưng vẫn giành chiến thắng. Chứ mà đánh bừa phứa, thích con nào cốt con đấy thì sẽ khá là tốn sức đấy. Cho nhiều anh em chưa biết thì tựa game Evertail do Zigza Game phát hành và là một studio đến từ Nhật Bản. Phải nói rằng Zigza Game đã xây dựng Evertail trên một nền tảng đồ họa rất tốt, hiệu ứng kỹ năng rất bắt mắt và được trau chuốt kỹ lưỡng. Ngoài ra, thiết kế HUD của game cũng rất độc đáo, gợi nhớ về những tựa game thẻ bài như Yu-Gi-Oh. Đã nói là mấy ông Nhật Bản làm game thì chỉ có đỉnh trở lên thôi. Chưa nói đến nội dung câu chuyện hay gameplay, chỉ nhìn đồ họa cũng rất đáng 10 điểm, không có nhưng rồi. Hơn nữa, cái sự chính xác mượt mà có từng bối cảnh của game cũng chính là những điểm cộng cuốn hút game thủ. Càng chơi càng mê, anh em tải game thôi. Tiếp tục là cái tên Rules of Battle, một tựa game chiến đấu theo kiểu quận bên 3D, chủ đề punk giả tưởng. Anh em sẽ nhập vai với những người bảo vệ được thần thời gian lựa chọn, lãnh đạo một nhóm anh hùng chống lại thế lực hắc ám, khám phá sức mạnh cổ đại và bảo vệ nền văn minh của vùng đất Alancia. Alancia là một thế giới được hình thành bởi khói và bụi sau khi cây sáng tạo bị hủy diệt. Nó được chia thành 3 lớp. Thành phố trên bầu trời là nơi các thiên thần sinh sống, mặt đất nơi nhiều chủng tộc thông minh như con người sinh sống và phần chưa biết dưới lòng đất. Nhìn chung thì thể loại punk khá kém người chơi, nhưng nếu đã chơi thì chắc chắn sẽ không dứt ra được. Đồ họa của Rules of Battle phải nói là không kém gì mấy tựa game PC khi được đầu tư cực kỳ xịn sò. Từ tạo hình nhân vật, từ khung cảnh hay những kỹ năng hiệu ứng chiến đấu vô cùng ngoạn nhãn. Hiện game không có trên CH Play hay App Store Việt, nếu anh em tải game có thể fake IP tải bán app ở trên Bilibili nhỉ. Tiếp tục, mời anh em cùng trở lại tuổi thơ của các chiến binh robo trái cây trong tựa game nhập vai chặt chém đã tay mang tên Fruity Robo. Đây là tựa game nhập vai hành động được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Fruity Robo, Robo trái cây. Game sử dụng nền đồ họa 3D ấn tượng với tạo hình robo độc đáo cùng hiệu ứng chiến đấu mạn nhãn kết hợp với âm thanh kịch tính khiến cho mỗi trận chiến đều mang đến sự phấn khích cao độ. Tham gia vào game Fruity Robo, anh em sẽ được tập hợp các chiến binh robo trái cây để vượt đải, chinh phục các thử thách mà game đặt ra. Lối chơi của Fruity Robo Mobile sẽ xoay quanh yếu tố chặt chém, theo đó anh em game thủ sẽ tiêu diệt hết mọi kẻ thù bằng cách ra đòn đánh và kỹ năng để tiến sang màn chơi tiếp theo. Là một tựa game gợi lên tuổi thơ của biết bao nhiêu người, nên nếu đang tìm một tựa game giải trí thì anh em có thể tải ngay Fruity Robo nhờ. Tiếp tục là một tựa game mobile bắn súng hành động kết hợp với các yếu tố bay và chiến đấu, Trolls Broken Heaven. Đến với Trolls Broken Heaven, anh em sẽ bước vào một thế giới Mishoto, một vương quốc giả tưởng rộng lớn và là nơi anh em đảm nhận vai trò của một đặc vụ trong tổ chức Rival. Lối chơi của Trolls Broken Heaven xoay quanh việc điều khiển các nhân vật được gọi là Sluder trong trận chiến. Anh em là người chỉ huy và có khả năng luân phiên điều khiển nhiều Sluder khác nhau. Game sở hữu một nền đồ họa đẹp mắt với các nhân vật được xây dựng theo phong cách anime. Các trận chiến đấu trên bầu trời kết hợp với cơ chế bay lượn tự do ở góc nhìn thứ ba không chỉ giúp cho tạo nên chiều sâu cho thế giới của game mà còn mở ra một môi trường đa dạng và thú vị. Hiện tại, game đã có thể tải được xuống tại Trung Quốc thông qua trang web chính thức Bilibili. Mặc dù rất có thể trò chơi sẽ được ra mắt toàn cầu trong tương lai gần, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào từ nhà phát triển đề cập đến vấn đề này. Anh em chơi trước thì qua Bilibili để tải game nha. Bản truyền thể mobile rất được mong chờ của series anime Webtoon Tower of God mang tên Tower of God New World. Vào game, anh em sẽ nhập vai và nhân vật bị mất trí nhớ và tỉnh dậy trong một tòa tháp. Anh em sẽ phải tìm cách thoát khỏi đây. Trên đường đi, những bí mật của nhân vật và tòa tháp dần dần được tiết lộ. Anh em sẽ gặp rất nhiều người kỳ quặc, mỗi người đều có động cơ và lý do riêng để trở thành tháp của Chúa. Game sở hữu nền đồ họa 3D anime trực quan với mong muốn tái hiện hoàn hảo thế giới cũng như bối cảnh của nguyên tác. Anh em sẽ được gặp lại những nhân vật quen thuộc như Kun Aguero, Agnes, Bam, Rachel, Andrew, Phantominum được tái hiện hoàn hảo với cả tạo hình và năng lực tính cách sát với nguyên tác nhất. Lối chơi của game tương tự như AFK Arena. Anh em sẽ thành lập một đội riêng của mình gồm 5 thành viên. Họ sẽ tự động chiến đấu theo cách riêng qua các giai đoạn khác nhau. Là fan của anime mà là fan cứng của Tower of God thì không thể bỏ qua tựa game này được. Nếu anh em là người chơi thể loại anime và không bận tâm đến lối chơi lặp đi lặp lại của game gacha thì Black Clover M là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Đây là một tựa game nhập vai xây dựng theo bộ truyện anime cùng tên. Vào game, anh em sẽ khám phá nội dung câu chuyện chính, các nhiệm vụ phụ. Bên cạnh đó, anh em có thể quay gacha khoảng tầm 50 lần mà không tốn bất kỳ chi phí gì. Hệ thống phát triển nhân vật của game khá là phức tạp, anh em sẽ không thể ngay lập tức nắm bắt hết mà có thể bỏ chút thời gian để nghiền ngẫm. Về cơ chế chiến đấu, Black Clover M mô phỏng hệ thống chiến đấu của những tựa game RPG cổ điển như Final Fantasy và Dragon Quest. Hiện Black Clover M đang chạy thử nghiệm ở Canada, anh em muốn chơi game thì cần fake IP sang Canada để tải game.
Và trong đợt thử nghiệm này, tất cả anh em game thủ sẽ được chơi chung một server. Một cái tên cuối cùng ngày hôm nay, một tựa game đến từ Your Star Game, nhà phát hành từng được biết đến với những siêu phẩm như Azure Land hay Arknight, vừa cho ra mắt tựa game mới đầy hứa hẹn mang tên Ethergazer. Trong game, anh em sẽ vào vai một người chỉ huy của quân đội đặc nhiệm tối mật The Vision Knight thuộc Ethergazer, đồng hành cùng các chiến binh xinh đẹp. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét, màu sắc vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, các nhân vật được thiết kế vô cùng chi tiết. Các hệ ứng chiêu thức, hoạt cảnh tung chiêu cũng được đầu tư rất có chiều sâu. Về gameplay, Ethergazer có một cơ chế nhập vai hành động chặt chém gợi nhiều liên tưởng đến Honkai Impact 3. Người chơi sẽ được thỏa sức di chuyển, lướt, đánh, dùng skill tạo thành chuỗi combo ảo tung chảo khiến bạn càng đánh càng thấy thích. Theo cảm nhận của sub game tôi thì tựa game này khá hay nhưng dung lượng cao không kém gì Genshin Impact, và hơn nữa những đoạn đối thoại ở trong game quá dài luôn. Hiện game không hỗ trợ tiếng Việt và anh em muốn tải game phải fake IP hoặc qua tap tap. Nếu thích thể loại game chặt chém và đồ họa siêu mịn này thì anh em cân nhắc trước khi tải game nha. Ok, vừa rồi là top 10 tựa game gacha có đồ họa gameplay hấp dẫn nhất sub game để lựa chọn. Anh em thích thì tải game về để thử nha, đảm bảo sẽ không phí thời gian của anh em đâu. Game hay, anh em ủng hộ sub game một like, một subscribe nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye.